chào bạn, mình là Hồng Lan đây và rất vui khi được trở lại cùng với các bạn trong chuyên mục chia sẻ. Và hôm nay ở video này, Hồng Lan chia sẻ với các bạn 12 cách để phát triển bản thân mỗi ngày. 12 cách để phát triển bản thân mỗi ngày nha. Cách số 1 đó chính là hãy dậy sớm như dự định trong 3 ngày liên tục. Con số này nó quá là nhỏ đúng không ạ? Chỉ trong 3 ngày liên tục thôi, bạn hãy dậy sớm theo đúng như kế hoạch mà mình đã đặt ra. Cách số 2 đó chính là xác định một công việc khá là dễ để có thể thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Ví dụ như là đọc một cuốn sách chỉ trong 1 giờ đồng hồ, hoặc là giặt hết tất cả các quần áo hoặc là các đồ dùng đã bị bẩn. Ví dụ thứ 3 đó là hãy tự thiết kế cho mình một kiểu áo mới theo cách đơn giản nhất. Quyết định khi nào thực hiện, hãy giữ đúng việc bạn đã đặt ra và cái thời gian biểu đó phải được định sẵn và làm, chứ không phải là chúng ta chỉ viết ra giấy và chúng ta bỏ lơ bỏ quên nó. Cách số 3 đó là trong ngày hôm nay hãy làm những việc tốt, ví dụ như là cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh chị, cảm ơn bạn bè, hoặc là bạn giúp người thân mình làm một hành động, ví dụ như đi đổ rác, như là đi chợ mua một món ăn thật là ngon để mình có thể chế biến cùng thưởng thức với gia đình mình. Cách số 4 đó chính là tìm một việc gì đó để có thể tạo ra sự thay đổi. Tức là bây giờ ấy, khi mà xã hội phát triển thì cái nhu cầu để trở thành một tình nguyện viên rất là được hoan nghênh. Bởi vì sao? Là một tình nguyện viên là chúng ta sẽ cống hiến với những nghĩa cử cao đẹp để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp cho cộng đồng, giúp cho tất cả những người mà cần đến những tình nguyện viên như chúng ta. Và sao? Và chúng ta làm một cái sự thay đổi, đó là trước kia không làm thì bây giờ chúng ta sẽ làm. Hoặc là chúng ta đọc sách cho anh em, cho những bạn bị khiếm thị họ nghe. Họ bị khiếm thị thì chúng ta dành thời gian cho họ nhiều hơn và chia sẻ bằng cách đọc những trang sách hay nhất cho họ nghe. Cách thứ 5 đó chính là chúng ta hãy liệt kê ra những tài năng mà mình muốn phát huy trong năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được rằng là khả năng của chúng ta là tự chúng ta biết, đúng không? Những cái sở trường sở đoản chúng ta cũng tự biết rồi. Vậy nên là chúng ta hãy liệt kê ra tất cả. Ví dụ như tôi có tài năng là kể chuyện, tôi có tài năng về diễn thuyết, tôi có tài năng về hát, tôi có tài năng về sáng tạo thơ, vân vân. Tất cả thì chúng ta cứ liệt kê hết ra và chúng ta sẽ thấy được rằng là mình có rất là nhiều tài năng. Vậy mà mấy lâu nay chúng ta lại chưa hề để ý đến nó, thực sự là một thiếu sót. Có thể là bạn sẽ ghi ra là tài năng tiềm ẩn của tôi là, hoặc là đến cách số 6. Cách số 6 này thì rất là hay. Bạn chỉ cần liệt kê ra tài năng của những người khác và đây là những người bạn đã ngưỡng mộ. Tài năng này là gì? Ví dụ như là bạn ngưỡng mộ ca sĩ, bạn ngưỡng mộ diễn giả A, những diễn giả B, bạn hâm mộ thầy A, thầy B. Bởi vì sao? Bởi vì họ truyền lửa rất là tuyệt vời và truyền cho bạn rất nhiều cảm hứng để bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của chính mình. Vậy thì hãy làm đã là liệt kê ra tất cả những tài năng mà bạn ngưỡng mộ người khác. Cách số 7 đó chính là hãy nghĩ rằng nếu như mà bạn thua kém trong cuộc sống này thì hãy nói một câu cũng chưa đến nỗi nào. Tức là chúng ta nói với bản thân mình rằng nếu như chẳng may hoặc là bạn thực sự lại bị thua kém về vấn đề nào đó trong cuộc sống thì bạn tự nhủ với bản thân mình và nói rằng là cũng chẳng đến nỗi nào. Và cách số 8 đó chính là cố gắng trong suốt một ngày không có những độc thoại tiêu cực. Điều này rất là tuyệt vời, bởi vì sao? Nó sẽ không làm cho bạn bị ảnh hưởng đến cái năng lượng bên trong của chính mình. Và chúng ta thấy rằng là càng suy nghĩ tích cực thì chúng ta càng nhiều năng lượng hơn. Và mỗi khi bắt gặp những cái điều suy nghĩ tiêu cực đó thì hãy thay vào bằng bạn ý nghĩ tích cực về bản thân mình. Hãy thay vào đó là nghĩ về bản thân mình. Ví dụ như tôi tuyệt vời, tôi tự tin, tôi xinh đẹp. Đó, hoặc là ví dụ cho các bạn. Cách số 9 đấy là tìm một cái hoạt động vui vẻ nào đó để chúng ta có thể rằng là tham gia. Ví dụ như bật nhạc lên và nhảy, hoặc chúng ta có thể hòa vào một tập thể đang quẩn rất là mạnh. Cách số 10, nếu như bạn quá buồn nản và chán cái điều mà các bạn đang rất là suy nghĩ thì hãy đứng dậy lên, các bạn hãy đi dạo. Nhưng mà hãy đi ra khỏi nhà và chúng ta đi dạo, có thể đi dạo ở công viên, có thể là đi dạo ở chính những cái nơi mà chúng ta chưa từng đến. Xung quanh chúng ta nhiều khi chúng ta bỏ qua con đường rất là đẹp, nhưng mà chúng ta hãy đi dạo ở chính nơi đó. Và cách 11 là hãy nói với những người thân của chúng ta rằng là chúng ta đang có rất là nhiều dự định, chúng ta đang định làm cái này, chúng ta đang định làm cái kia, thì chính họ sẽ là người tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Và cách số 12 cũng là cách cuối cùng, và trong ngày một ngày nào đó đừng có cố phóng đại hay là nói về điều gì, mà hãy chỉ ra được là mình làm được những gì, chứ không phải là nói quá lên những cái điều mà nói quá lên tất cả những cái điều mà mình không hề làm được. Vậy là trên đây em Lan đã chia sẻ với tất cả các bạn 12 cách để phát triển bản thân. Chúng ta thấy rằng mỗi một cách, mỗi một ngày chúng ta đều làm với những cái điều vô cùng là tích cực. Vậy nên cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Hồng Lan chia sẻ và chúc cho tất cả các bạn sẽ thực sự là những người vô cùng tích cực năng lượng để có thể phát triển được chính bản thân mình.
Và trong video này, chúng Lan có tặng cho các bạn một ebook để có thể phát triển kinh doanh và giúp cho công việc kinh doanh của bạn đạt hiệu quả hơn. Hãy comment tôi muốn nhận đó là sẽ tặng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.